độc giả của báo Tiếp Thị và Gia Đình. Người yêu hiện tại và My quen nhau được gần một năm. Thực sự thì hai người cũng cãi nhau rất là nhiều lần, có nhiều cuộc cãi nhau nảy lửa luôn, cũng chia tay vài lần. Nhưng mà qua những cuộc cãi nhau đó thì hiểu nhau hơn, bởi vì người này thiếu cái này thì người kia bù đắp vào, người kia thiếu cái nọ thì mình bù đắp cho họ, cả hai bổ sung lẫn nhau để mà tạo thành một cặp đôi có sự gắn kết và hoàn thiện hơn bản thân của mỗi người. My là một người cũng khá là nhút nhát, nói ra chắc quý vị không tin nhưng mà thật sự là My cũng ít nói và cũng khá là nhút nhát. My rất là ít đi chơi. Khi mà đi làm việc thì về nhà nghỉ ngơi rồi xem phim hay là đọc sách báo thôi.